Hello, ngoài đường Pit Yuki xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kênh của mình 3-4 ngày hôm nay không có một đoạn clip nào thì mốc mèo hết cả kênh rồi. Nên là ngày hôm nay thì Vlog ngoài đường Pit sẽ tranh thủ đi tác nghiệp buổi tập của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng là sẽ mang đến cho quý khán giả trên kênh ngoài đường Pit những cái thông tin thú vị. Còn bây giờ thì tranh thủ đến sân quận 7 thôi, let's go. Mấy ngày hôm nay công nhận là tham gia tổ chức cái cuộc thi mà vui cùng Euro nó tốn quá nhiều cái thời gian và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái phần đi tác nghiệp của Dũng. Vì nếu mà đi nhiều cũng không thể làm tốt cho cái chương trình vui cùng Euro được. Cho nên là cũng mong quý khán giả thông cảm là trong cái thời điểm này thực sự là rất là khó để mà có thể là có những cái chuyến tác nghiệp, nhất là những chuyến tác nghiệp mà xa hoặc là mà lâu dài, dài ngày đó. Nên là bây giờ cũng đó, như các bạn cũng thấy là cuối tuần này thì Dũng sẽ tranh thủ đi Pleiku nè, nhưng mà cũng chỉ đi được vào ngày Chủ nhật. Lúc đầu là tính là ngày thứ bảy là sẽ bay đi Pleiku, nhưng mà cuối cùng là cũng chỉ có thể là sáng Chủ nhật thì mới mua vé để mà bay lên, rồi chiều là ra sân Pleiku tác nghiệp. Sau đó là ngày hôm sau là lại phải bay về lại thành phố Hồ Chí Minh luôn để còn tiếp tục với cái công việc ở Euro, tổ chức các cái mini game. Xin được chia sẻ với các bạn là lúc nãy thì Dũng cũng đã thống kê xong cái kết quả của hai trận đấu mà mình chưa có thống kê cách đây mấy ngày. Và vì vậy mà khiến cho nhiều khán giả cũng hỏi thăm và đặc biệt là có tương tác ở trên kênh Vlog Ngoài Đường Pit đó. Và hỏi là khi nào thì Dũng sẽ thống kê. Thì xin được chia sẻ đến quý khán giả là hai trận đấu. Đó là trận đấu giữa Anh và Slovenia, cũng như là trận đấu giữa đội tuyển Croatia và Ý thì Dũng đã thống kê xong xuôi hết rồi. Sau khi mà thống kê xong thì một chút nữa Dũng sẽ đăng tải ở trong cái clip mà mình đi ra sân quận 7 để tác nghiệp đây. Chút nữa thì khán giả có thể vào cái kênh Vlog Ngoài Đường Pit và xem lại cái chương trình tác nghiệp buổi tập chiều ngày hôm nay của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong đó sẽ có đăng đầy đủ các cái thông tin về số lượng khán giả đã dự đoán đúng hai cái trận đấu Anh Slovenia cũng như là trận đấu giữa Croatia và Ý. Và tối nay thì mình sẽ chính thức là quay random để mà chọn ra những khán giả may mắn của hai cái phần dự đoán đó. Kênh Ngoài Đường Pit Du Ký của mình thì chủ yếu là nội dung sẽ cố gắng tập trung cho những cái hành trình trải nghiệm. Và vì vậy mà thực sự là khi mà không đi tác nghiệp thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái nội dung đang làm. Bởi vì khó có những cái nội dung nào khai thác và phục vụ được cho khán giả. Đây cũng là điều mà Vlog Ngoài Đường Pit cảm thấy rất là trăn trở. Hy vọng là trong tháng 7 này, khi mà bóng đá Việt Nam đã tạm ngừng, mình sẽ cố gắng là có những cái chuyến đi để có thật nhiều những cái hình ảnh hậu trường, những cái hình ảnh trải nghiệm mang đến cho cả nhà, thì nó sẽ đa dạng hơn về nội dung. Và mong là luôn nhận được cái sự quan tâm và ủng hộ của quý khán giả dành cho Ngoài Đường Pit Du Ký. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy thông tin về bóng đá Việt Nam cũng khá là ít, mặc dù là giải đấu V-League thì vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên là sau khi mà câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã đăng quang rồi thì câu chuyện mà người hâm mộ quan tâm nhất lúc này có lẽ là cuộc đua tránh suất playoff thôi. Chiều ngày hôm nay thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An họ cũng sẽ có buổi tập ở trên sân Lạch Tray để chuẩn bị cho cuộc đối đầu gặp câu lạc bộ Thể Công Viettel. Và mình cũng đang nhờ cộng tác viên của mình ở Hải Phòng sẽ đến để tác nghiệp buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Có lẽ là chúng ta cũng rất là quan tâm đến số phận của Hoàng Anh Gia Lai, ông Đỉnh Hà Tĩnh cũng như là Sông Lam Nghệ An. Đội bóng nào sẽ phải đi playoff và hai đội bóng nào sẽ thoát hiểm. V-League có lẽ là hấp dẫn cho đến những phút cuối cùng. Nhưng mà thực sự mà nói thì đây là một mùa giải quá là khó khăn cho những đội bóng mà luôn nhận được sự ủng hộ và tình yêu rất là lớn của người hâm mộ. Đó là Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An cũng như là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ơi, tới nơi rồi.
nơi rồi, đi tác nghiệp thôi cả nhà ơi. Hello. Ok. Hello, Vlog Mình Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lúc này thì mình đang có mặt trên sân vận động quận 7, nơi mà các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ đang tập luyện để mà chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng của V-League mùa giải 2023-2024. Có thể thấy là không khí tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương thì vẫn rất là tập trung. Ở thời điểm hiện tại thì có thể nói là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ chính là một trong những đội bóng để lại được nhiều ấn tượng nhất ở mùa giải năm nay, khi mà họ vốn bị xem là một trong những đội bóng gặp rất nhiều khó khăn và đối diện với nguy cơ phải đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương thì có thể nói là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chính là một trong những đội bóng mà gây ra rất nhiều khó chịu, gây ra rất nhiều những cái khó khăn. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chính là một trong những đội bóng tạo ra nhiều khó khăn nhất cho những đội bóng hàng đầu, đặc biệt là trong cuộc đua vô địch ở mùa giải 2023-2024 này. Và vào ngày 30 tháng 6 tới đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến làm khách gặp câu lạc bộ Khánh Hòa. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ là thú vị, bởi nếu giành chiến thắng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lọt vào top 5 đội của mùa giải 2023-2024. Một chiến tích thực sự. Tuy nhiên là trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng đang có những cái thông tin về việc là khả năng tài chính của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2024-2025 tới đây liệu có đủ tiềm lực tài chính để mà họ có thể giữ chân được những cầu thủ ngôi sao hay không? Đó có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người hâm mộ bóng đá thành phố đang chờ đợi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là sắp tới đây thì ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ có những phương án nào để tăng cường chất lượng cầu thủ ở mùa giải tới đây. Nhất là chỉ vào tháng 9 này thôi thì V-League sẽ khởi tranh, nên ngay từ thời điểm này giữ chân được cầu thủ hay là chiêu mộ được cầu thủ nào, đó có lẽ là điều cực kỳ quan trọng với ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là nguyên nhân mang đến những tiếng ồn ở trên sân ngày hôm nay, khi mà các bạn trẻ đang cắt cỏ của khu vực bên ngoài sân quận 7. Không biết là có một cái sân khấu ở đây là như thế nào. Cũng khá lâu rồi thì mình chưa lên sân quận 7. Đây, Patrick Le Giang liệu có về Slovakia hay không? Slovakia! Yeah. Patrick Le Giang ủng hộ Slovakia ở vòng chung kết Euro 2024. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu Patrick Le Giang có trở về thi đấu cho Slovakia hay không? Khi mà trong khoảng thời gian vừa qua, có những thông tin ở trên mạng xã hội nói rằng là Lê Giang sẽ về thi đấu ở Slovakia. Tuy nhiên là chính thủ môn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bác bỏ thông tin này. Anh cho biết thông tin đó đến từ một nguồn tin ở trên mạng, chứ không phải xuất phát từ chính Lê Giang. Lê Giang không hề nói về việc là bạn ấy sẽ quay trở về để thi đấu ở Slovakia. Thậm chí là Patrick Lê Giang còn nói rằng mong muốn lớn nhất của bạn ấy là tiếp tục được thi đấu ở Việt Nam tại sân chơi V-League. Khẳng định của Patrick Le Giang thực sự là một điều mang đến cái niềm vui cho người hâm mộ tại Việt Nam. Có thể nói là năm nay Patrick Le Giang là thủ môn được đánh giá là chơi ổn định và xuất sắc nhất tại sân chơi V-League. Người ta nhắc nhiều đến những đội bóng giành ngôi vô địch, cũng như là những đội bóng đã ở trong top 3 của V-League, chẳng hạn như thủ môn Trần Nguyên Mạnh của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, thủ môn Đặng Văn Lâm của Maryland Quy Nhơn Bình Định, hay thủ môn Văn Hoàng của câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên suy cho cùng thì Lê Giang vẫn là gương mặt nhận được rất là nhiều sự kính trọng và tôn trọng
từ các đồng nghiệp, các đối thủ. Những hình ảnh rất là dễ thương của Patrick Lê Giang, Hoàng Vĩnh Nguyên và Brandon Lucas. Câu hỏi được đặt ra là liệu mùa bóng tới đây họ có còn chơi bên cạnh nhau trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nữa hay không? Như vậy là Lê Giang, Lucas cùng với Jake Mite cũng đã kết thúc cái phần tập luyện của mình. Ngày hôm nay có lẽ là một buổi tập nhẹ của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương mà thôi. Trong khi là các cầu thủ ở trên sân còn lại thì họ vẫn đang chơi bóng với nhau rất là hăng say.